Các bạn cũng sẽ biết đó là hình chữ nhật đó nha. Rồi đây là hình chữ nhật.
các bạn ghi nhớ nha. Rồi, hình tiếp theo đó là hình bán nguyệt. Đây là hình bán nguyệt nè. Ở đây có một cái quạt nè, đúng không? Nếu mà chúng ta có một cái hình mặt trăng, đúng không các bạn? Chúng ta cắt ra thành hai mảnh và bỏ một mảnh đi, và còn một mảnh như thế này nè các bạn, là chúng ta gọi là hình bán nguyệt. Đây cũng là một cái quạt giống hình bán nguyệt nè. Rồi, hình tiếp theo đó là hình khối chữ nhật. Wow, ở đây có một cái tủ lạnh này các bạn. Hình cái tủ lạnh này là hình khối chữ nhật nè. Wow, rất là dài. Rồi, ở trên đây cũng là một cái hình khối chữ nhật luôn. Các bạn nhớ nha, nếu cái này là hình khối chữ nhật. Tiếp theo, đây là hình thoi. Wow, ở đây có một con diều nè các bạn. Nó có hình ở cái đầu nó thì nó có hình thoi, còn ở cái đuôi nó là rất là dài luôn. Và các bạn nhớ nha, nếu chúng ta có bút bốn góc luôn nha, nhưng mà nó lại xéo thì chúng ta gọi bằng hình thoi nha các bạn. Rồi, bước hình cuối cùng, đây là hình vuông. Yeah, hình vuông cũng có bốn góc này các bạn, cũng giống như hình chữ nhật đó nha. Đây, chúng ta có thể thấy nha, hình vuông nó cũng có bốn góc nè, 1, 2, 3, 4. Còn rồi các bạn hãy nhìn xem hình vuông và hình chữ nhật nó khác nhau ở chỗ nào và giống nhau ở chỗ nào. Hãy nói cho Suka biết nào. Wow, rồi bây giờ Suka sẽ giải thích luôn nha. Hình vuông thì có bốn cạnh bằng nhau, còn hình chữ nhật thì nó có hai chiều dài và hai chiều rộng bằng nhau. Đó, chúng ta có thể phân biệt rất là dễ dàng. Rồi, xong Suka đã học hết những cái làm quen với hình rồi. Wow, có rất là nhiều hình các bạn ơi. Bây giờ Suka sẽ đọc lại một lần nữa nha. Đầu tiên đây là hình trụ, hình ngôi sao, hình lưỡi liềm, hình khối vuông, hình tam giác, hình trái tim, hình tròn, hình khối cầu, hình chữ nhật, hình bán nguyệt, hình khối chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Wow, Suka đã học xong những kia làm quen với hình rồi nè. Rồi, bây giờ Suka đã học xong rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Các bạn nhớ theo dõi kênh Thái Anh Children TV và ấn nút đăng ký ở dưới nữa nha. Xin chào tất cả các bạn. Cô giáo ra bài tập cho Suka. Hãy về nhà và sưu tầm những con vật bé nhỏ mà em biết đó các bạn. Sẵn tiện đây, Suka đã sưu tầm những con vật bé nhỏ rồi nè. Và Suka sẽ muốn giới thiệu cho các bạn luôn. Hôm nay Suka sẽ cùng các bạn học những con vật bé nhỏ này nha. Are you ready? Let's learn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu học thôi. Rồi, đầu tiên, con vật đầu tiên đó là một con châu chấu. Wow, là con châu chấu nè các bạn. Wow, đây là con châu chấu. Nó có màu xanh nè. Nó có hai chân. Nó có hai chân rất bự và hai chân ở trên này nữa nè. Wow, nó có hai cái râu rất là dài. Rồi, tiếp theo con vật thứ hai đó là con. Wow, đây là con tâm. Các bạn ơi, đây là con tằm, còn có tên gọi khác là con sâu nữa nè. Rồi, con tằm nó có màu trắng nè các bạn. Wow, nó có thể nhai tơ, nhả ra tơ. Nó có thể nhả ra tơ đấy các bạn. Wow. Rồi, tiếp theo, con vật tiếp theo đó là con gián. Và đây sợ quá Suka rất là sợ con gián các bạn ơi. Suka rất là sợ con gián khi mà Suka
sợ, rất là hôi. Rất là hôi các bạn ơi. Khi nào mà Suka thấy con nhãn, Suka tức điên lên, Suka đập nó luôn, đập nó chết luôn. Rồi tiếp theo, con vật thứ tư. Wow, đây là con sâu đó. Sợ quá các bạn ơi. Nổi hết da gà rồi các bạn ơi. Sợ nó lắm. Đây con sâu đo này nó rất là dài, khi nó đi thì nó ưỡn lên, xuống, ưỡn lên, ưỡn xuống và giống như nó đang đo cây đó các bạn. Rất là giống đo cây nên người ta gọi là sâu đo. Này, nó có màu xanh lá nha các bạn. Rồi, tiếp theo. Chuyển sang con vật tiếp theo. Wow, đây là một con to vò. Cái tò vò này thì nó đang ở trên một cái lá này các bạn. Và hình của cái thân của nó là màu đen và cũng có màu vàng ở chân nữa đó. Wow. Nó có thể cắn nhau được đó các bạn ơi. Cắn nhau rất là ghê gớm luôn. Rất là cắn rất là đau. Rồi, đây là con tò vò nha. Rồi, con tiếp theo. Wow, con này Suka thường gặp hàng ngày luôn đó các bạn ơi. Suka rất là sợ nó. Là con nhện. Suka sợ con nhện lắm các bạn ơi. Khi mà nó mò lên tường á, Suka rất là sợ. Suka phải tránh nó ra, nếu không là Suka rất là sợ. Suka khóc nó. Khóc hết. Rồi đây là cái con nhện. Nó có 8 cái chân. Bò lên tường đó các bạn. Nó có thể bò trên cây nữa. Rồi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. Đây là con chim sâu. Wow, đây là con chim sâu nè. Rồi, con chim này thì nó có màu xanh lá các bạn. Nó đang ở đậu ở trên một cái cành cây nè. Rất là đẹp đúng không các bạn. Nó thường ăn sâu đó các bạn ơi, nó tiêu diệt sâu đó các bạn. Ở trên cây khi mà có sâu thì nó tiêu diệt sâu và mổ sâu ăn nó sâu. Rồi tiếp theo, đó là con ve sâu. Nó thường kêu vào mùa hè đó các bạn ơi. Đây là con ve sâu nè. Wow, rất là nhỏ nha. Nó có cánh nữa đó. Trốn ở trong cây và nó kêu ve 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 ve. Rồi tiếp theo. Wow, con này nó thường bò trên tường. Đó là một con thạch sung. Wow, đây con thạch sung nè. Thạch sung còn có tên gọi khác là thành lành. Wow. Đây là con thạch sùng hoặc là con thành lành nha các bạn. Nó con này, con thạch sùng nó thường kêu là đó. Wow. Kêu tiếng rất là nghe rất là sợ. Suka rất là sợ con thạch sùng. Rồi tiếp theo, chuyển sang con tiếp theo. Wow, con này có thể là mình đau đớn lắm các bạn ơi. Nó khi cắn mình thì rất là đau. Là con bọ cạp nè. Suka rất sợ con bọ cạp đó nha. Rồi đây, cái đuôi của nó thì nó đang cong lên và nó có 2 cái càng và 6 cái chân là nó các bạn ơi. Rất là ghê. Các bạn hãy tránh xa nó ra nhé. Đừng để nó đụng vào người mình. Sẽ bị cắn đó nha các bạn. Nó cắn rất là đau. Rồi tiếp theo, con tiếp theo. Đó là con bọ rùa. Đây là con bọ rùa nè các bạn. Nào, con bọ rùa thì nó có cái lưng, cái cánh của nó màu đỏ và những cái chấm màu đen nữa đó. Wow. Đây, đây là con bọ rùa. Rồi tiếp theo, đó là con
con ruồi. Đây là con ruồi nè. Con ruồi thì nó thường đậu trên mình đó các bạn. Nó bẩn lắm, nó dơ, rất là dơ giấy. Nó thường ở trong bùn bẩn đó các bạn, nên là chui ra và đi, nó đậu hoài trên người mình các bạn. Có nhiều thức ăn nó thường đến các bạn, nó nghe mùi thức ăn nó thường đến, ví dụ như là mắm tôm, thịt bò, cá, rất là nhiều ruồi và bưu lại đó. Rồi tiếp theo đó là con dế. Wow, con dế nó có thể đá nhau được đó các bạn ơi. Wow, các bạn có thấy dế đá nhau chưa? Hãy comment ở dưới video clip này cho Ska biết nha. Wow, con dế này đá nhau đến khi nào mà con dế nào thua thì thôi đó các bạn. Wow, nó đá nhau rất là ghê gớm. Tiếp theo con cuối cùng đó, con bọ ngựa. Yeah, ghê quá ghê quá. Wow, Ska rất là sợ con này. Con bọ ngựa thì nó có cái thân của nó có màu xanh lá này các bạn, và nó có hai cái càng rất là bự, và nó có bốn cái chân. Rồi con bọ ngựa này thì có thể tiêu diệt được con ruồi đó các bạn. Con bọ ngựa này thì cũng rất là tốt luôn. Nó có thể chặt chém được con ruồi, khi nó bay qua thì nó sẽ lấy cái càng và chặt con ruồi chết ngay. Rồi xong, Suka đã học xong những con vật bé nhỏ mà cô của Suka dặn Suka về và sưu tầm những con vật mà Suka biết, và Suka đã sưu tầm được rồi. Yeah. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Các bạn nhớ theo dõi kênh Thái Anh Children TV nha. Bấm đăng ký.